Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 4 giờ chiều của ngày 12 tháng 10 năm 2023. Và xin thưa các bác, câu chuyện có thể nói rằng là rất là nóng, nóng rực luôn. Và nó liên quan tới điện lực. Đây là một cái thông tin mà rất ít người để ý, bởi vì tôi cũng không hiểu sao rất nhiều người Việt Nam lại ít quan tâm đến những thông tin ở bên lề Quốc hội. Bởi vì Quốc hội là một cơ quan có thể nói rằng là quyền lực nhất. Và khi bàn về một vấn đề gì thì chắc chắn là nó có nhiều vấn đề. Đặc biệt là hôm nay bàn về cái việc mà giám sát điện. Xin thưa với các bác, mong rằng là các bác tích cực ủng hộ đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Câu chuyện nó đơn giản thế này thôi. Hôm nay thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì thảo luận về các chuyên đề giám sát liên quan tới lĩnh vực năng lượng và ngành điện đó. Và xin thưa với các bác rằng là có hai cái ý kiến phát biểu rất quan trọng. Rất quan trọng. Đó là liên quan tới Quy hoạch điện 7 và 8. Thế thì vừa bàn Quy hoạch điện 7, tức là bàn những cái mà có thể nói rằng là kinh nghiệm vân vân gì đó để từ đó rút ra trong cái việc mà Quy hoạch điện 8. Thế thì có hai cái ý kiến mà tôi cho rằng là rất đáng chú ý. Một là ông Vũ Hồng Thanh là chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, thì ông đã nói khi nói về cái Quy hoạch điện 7 là như thế này. Ông đã nói một câu rất là thú vị. Đó chính là quy hoạch điện vùng này vùng kia khi có giá fit ấy, thì khi hỏi tới thì đều nhiều người đã nói rằng là cái chỗ này đã của anh nọ của anh kia rồi. Đó. Nó rất thú vị ở đó, của anh nọ của anh kia rồi. Thế rồi tiếp tục đặt một cái vấn đề rằng là khi có giá fit thì tức là giá ưu đãi fit 1, fit 2, fit 3 thì đã có một cái hiện tượng là đầu tư ồ ạt trong cái ngành điện, đặc biệt năng lượng tái tạo, và đã tạo ra cái việc mà thiếu hụt cục bộ, thừa cục bộ nhưng mà cũng thiếu cục bộ, và cuối cùng rằng là không hòa được mạng lưới. Đó là một cái mà có thể nói rằng là rất đáng tiếc. Thế rồi Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thì cũng đã nói rằng là có một sự lãng phí, rất lãng phí. Đó là nhiều doanh nghiệp là xây dựng nhưng mà không hòa được mạng lưới. Vậy thì có sai phạm. Có sai phạm thì chuyển cơ quan điều tra đi. Đó. Vậy thì đại ý là như vậy. Thế thì câu chuyện là chuyển cơ quan điều tra đi. Thì các bác thấy rằng là chuyện này nó nóng lắm rồi. Nó nóng lắm rồi. Bởi vì tôi chỉ xin thưa với các bác thế này. Toàn là những bộ não kiệt xuất. Chỉ có những bộ não kiệt xuất thì mới có thể là ngồi ở vị trí lãnh đạo. Tôi tin rằng là họ không phải không biết. Bởi vì đến một thằng vớ vẩn như là tôi đây, là cái thằng YouTuber vớ vẩn, ngồi ở đây thôi, kinh nghiệm rất kém, mà có thể nhìn ra được vô vàn những cái lỗ hổng trong cái việc này. Thì có lý gì mà những nhà quản lý như ở Bộ Công Thương hay là tham mưu để mà chính phủ đấy trước là ký những cái quy hoạch điện 7 rồi là vân vân. Và đặc biệt rằng là chúng ta thấy dấu hiệu lợi ích nhóm rất rõ. Ông Vũ Hồng Thanh nói rồi, ông Thanh là chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, hỏi câu hỏi đó là gần như rằng là nghe nói rằng có ông nọ ông kia hết, vùng này là ông này làm, vùng kia là ông kia làm, vùng kia là ông kia làm, đại ý như vậy. Thì chứng tỏ rằng là cái quy hoạch này đã bị rò rỉ, và rò rỉ ra và rõ ràng là có cái sự phân chia về lợi ích. Anh A nhá, quen tôi hay vân gì đó, anh làm chỗ này. Anh B nhá, anh làm ở tỉnh này. Anh C nhá, làm ở giáp anh ở chỗ này. Đó, vậy thì có phải là phân chia không? Thì như vậy chúng ta đặt hỏi câu hỏi rằng là như vậy có công bằng không? Có công bằng không? Khi một số người tiếp cận công ty trước, có mối quan hệ trước, thì họ lại có thể chiếm lĩnh những cái phần ngon nhất, thơm nhất của cái giá fix. Và tôi cũng không thể hiểu nổi rằng là tại sao người ta lại đề ra cái giá fix để mà thúc đẩy cái năng lượng tái tạo. Bởi vì nó như một chương trình siêu học khuyến mãi. Cái này trên kênh Trang Trang TV phân tích rất nhiều lần rồi. Và hôm nay tôi chia sẻ lại với các bác. Nó như là một chương trình siêu học khuyến mãi. Và chương trình khuyến mãi nó quá khủng khiếp. Đến mức độ rằng là người ta phải xếp hàng dài để mà chờ. Các bác thấy rằng là có rất nhiều những cái chương trình khuyến mãi mà người ta xếp hàng từ nửa đêm á, để mong rằng là mình được hưởng cái chương trình này. Thì đây là một cái dạng tương tự như vậy. Đó, fit 1, fit 2, fit 3 có cái thời hạn, ai đăng ký, ai làm trước ở trong cái thời hạn này thì sẽ được hưởng cái giá ưu đãi trong vòng khoảng bao nhiêu năm đó, khoảng 20 năm. Vậy thì nó thơm quá, nó lời quá thì ai chẳng muốn vào. Và đương nhiên rằng nó sẽ nảy sinh cái tham nhũng tiêu cực. Thứ nhất, rằng là giống như ông Vũ Hồng Thanh có thể chia sẻ, cái chuyện mà
vùng này là ông A nhá, chỗ này là ông B nhá, chỗ kia là ông C nhá. Thì đương nhiên nó là những cái mối quan hệ thân hữu. Và nhờ đó người ta có thể là chuẩn bị trước, mua những cái tấm pin năng lượng mặt trời, rồi là tua bin điện gió, rồi vân vân, đặt trước ở đó và mua trước thì đương nhiên là giá rẻ. Rồi là vay ngân hàng, nọ kia vân vân. Để rồi cuối cùng rằng là xây dựng kịp để mà hưởng cái giá ưu đãi là giá fix. Còn những nhà đầu tư chậm chân, những người đến sau thì đương nhiên rằng là rất khó. Lúc này thì giá năng lượng, giá pin, tấm pin ấy, là nó cao hơn. Rồi tất cả mọi chi phí nó tăng hơn, bởi vì cùng nhau ồ ạt thì cái cầu nó tăng, thì đương nhiên rằng là những nhà phục vụ là người ta cũng tăng giá. Có thời điểm mà Trung Quốc đã tăng giá 30% cái tấm pin năng lượng mặt trời, bởi vì cái nhu cầu Việt Nam nó quá lớn. Đúng không ạ? Thế thì rõ ràng đây là một cái vấn đề và ai cũng nhìn thấy rằng là nó có rất nhiều những cái bất cập. Bất cập một cách vô cùng khủng khiếp. Vậy mà tại sao tôi nghĩ rằng là cái bộ não kiệt xuất để không biết được. Đó, không biết được. Và đặc biệt rằng là cái hậu của cái này, không phải hậu quả đâu, hậu tức là sau đó nó còn có thể rằng là có tiếp tục có những cái tham nhũng tiêu cực. Là bởi vì là một số cái dự án khi mà xây dựng quá lớn nó không kịp hỏa mạng thì nó lãng phí. Và nó thành ra là để giảm thiểu cái lãng phí đó, anh không hòa mạng được thì đương nhiên là anh không bán được giá cao. Và như vậy là hàng chục nghìn tỷ của anh được đắp chiếu. Vậy thì anh được đồng nào hay đồng đấy, anh lại cậy nhờ anh vân vân gì đó. Và cuối cùng anh để bằng mọi giá để hòa mạng. Và lúc này nó nảy sinh ra cái thằng là bổ sung những dự án riêng lẻ và quy hoạch điện. Đó. Khi mà bổ sung những cái dự án riêng lẻ và quy hoạch điện thì đương nhiên rằng là nó tạo tiền đề cho việc cơ chế xin cho, và cơ chế xin cho thì có nghĩa rằng là có tham nhũng, có tiêu cực. Nguy cơ, tôi dùng là nguy cơ có tham nhũng, có tiêu cực. Đúng không ạ? Vậy thì tôi có nhiều khi tôi không hiểu rằng là các bộ não kiệt xuất của chúng ta lại sao có thể rằng là nghĩ ra được những cái thứ như thế. Bởi vì nó quá là buồn cười. Nó vừa tạo ra một cái nó phi thị trường. Sale off nó chỉ ở trong một cái phần gọi là bán hàng hóa thôi, để tẩy hàng tồn thôi. Tẩy hàng tồn, ngày xưa tôi làm chương trình sale off nhiều lắm khi làm marketing. Thì chỉ đạo làm đẩy hàng tồn thôi. Bởi vì không hàng tồn kho thì mình cũng chết. Nên sale off là vì như thế. Hoặc là trong cái dịp khai trương thôi, để mà tạo được cái lượng khách mồi lúc đầu. Thế nhưng bây giờ chúng ta thấy rằng là bằng sale off, bằng chính sách như thế này thì thật sự là chúng ta thiệt hại vô cùng. Thường thường để mà trợ giá, để mà ủng hộ những cái chủ trương như thế làm chính sách ấy, thì người ta sẽ trợ giá ở trên mỗi kilowatt giờ, và ai rẻ thì tôi mua. Như vậy là vào trước hay vào sau thì nó đều như nhau cả, và ai quản trị tốt bán rẻ cho tôi thì tôi mua. Thì tức là người dân Việt Nam vừa đảm bảo được cái yêu cầu môi trường nhưng cũng vừa thiệt hại ít nhất có thể về tài chính. Bây giờ đưa ra một cái giá cứng, giá ưu đãi là giá fit. Fit 1, fit 2, fit 3. Thế rồi ưu đãi trong vòng 20 năm gì đó. Thì khi mà người ta kịp trước thời gian này thì rõ ràng là người thì cắt tài phiệt, những cái chủ đầu tư những dự án kịp thời gian đó thì họ lời rất lớn. Nhưng mà người dân phải e cổ ra để bù lỗ cho giá tiền điện. Đó, bù lỗ giá tiền điện. Như vậy nó vừa không đảm bảo được cái mục tiêu chính trị, nó cũng không đảm bảo được cái mục tiêu là để mà tránh cái tham nhũng tiêu cực. Tức là cái chỗ này khi đưa ra cái giá fit là nó có hổng, một cái lỗ hổng về thể chế. Cho nên tôi cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Những bộ não kiệt xuất của chúng ta tại sao lại có thể nghĩ ra cái điều đó? Và tôi nhớ mãi câu của bác Trọng là khi mà gọi rằng tham nhũng nhiều khi nó từ chính sách. Rồi khi anh làm chính sách anh đã định cài cái nọ rồi, cài cái này vào, cài cái kia vào, cài những lợi ích của nhóm của anh vào. Đó. Thế thì tôi nghĩ mãi tại sao họ lại có thể 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 quản trị như thế được nhỉ? Nó vừa phi kinh tế thị trường và tạo ra rất nhiều lỗ hổng tham nhũng tiêu cực. Các bác nào mà chạy được cái dự án ở trong cái thời kỳ đó thì xin thưa các bác rằng là các bác ăn 20 năm không sợ. Tôi có mấy người bạn là kịp được cái chỗ này. Và bây giờ là mỗi tháng là đều đều như vắt chanh, là tiền mà chạy vào túi. Đó. Mỗi tháng thậm chí là vài trăm triệu. Đó. Đấy là dự án nhỏ đó. Có vài chục mê đấy, vài mê đấy, vài chục mê đấy. Chứ còn dự án hàng nghìn mê thì như thế nào? Đó. Cho nên ấy, tại sao mà chúng ta thấy rằng là quy hoạch là như thế này, nhưng đến khi mà gọi là thực hiện quy hoạch ấy, thì cái năng lượng tái tạo nó lại cao gấp 19,2 lần, hơn 19 lần. Đó. Nó buồn cười lắm. Trong khi đó rằng là xây dựng những cái
đường dây rồi các trạm biến áp thì chỉ làm được hơn nửa, chỉ làm được một nửa. Thế vậy nó tạo áp lực đúng rồi. Vậy thì chúng ta cứ như là Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đó, chuyển cơ quan điều tra, chuyển cơ quan điều tra, đúng không ạ? Đó. Và đây chính là một trong cái câu mà tôi hy vọng rằng là dấu hiệu để chúng ta nhìn ra được một cái đại án. Dấu hiệu để nhìn ra được một cái đại án. Đúng không ạ? Tham nhũng từ chính sách của xuống. Chúng ta hy vọng như vậy. Đúng không ạ? Cho nên nhiều khi tôi chỉ mong rằng là các vị hãy thấy rằng là người dân đóng tiền điện rất khổ. Thật sự rất khổ. Đáng nhẽ tiền điện nó chỉ từng này thôi. Thế nhưng mà bây giờ phải đóng từng này. Đáng nhẽ thân làm lãnh đạo thì phải nghĩ làm thế nào để cho người dân ít thiệt hại nhất. Phải trả giá tiền điện ít nhất có thể. Thì đó mới là thân làm lãnh đạo được. Còn bây giờ thì thật sự là đi giải quyết cái hậu quả rất mệt. Cho nên nhiều khi tôi cũng chia sẻ với các bác rằng là tôi thương ông Nguyễn Hồng Diên. Là bởi vì bây giờ ông không biết xử lý ra sao. Đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các bác. Chúng ta hy vọng xem rằng là với câu của ông Trần Quang Phương thì liệu rằng sẽ lộ ra đại án nào hay không. Cảm ơn tất cả các bác nha. Chúc các bác một ngày tốt lành.